Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Thứ Dở của em ạ. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Kia Morning ạ. Kia Morning đây là phiên bản cũ em nhá. Phiên bản mới thì giá sẽ hơi cao, rất ít anh em lựa chọn. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Morning cho cả 4 phiên bản là bản Luxury, bản Deluxe số tự động, bản số tự động, bản thường và số sàn ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng nhân bánh cho em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh em nhé, bởi vì kênh Xe Thế Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nhân bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Morning bản Luxury ạ. Với giá niêm yết của nó đang là 383 triệu ạ. Chỉ có 383 triệu thôi em nhá. Đấy, bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Morning đi ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang giảm giá cho là 2 triệu tiền mặt, tức là giảm giá xuống còn với giá đang là 381 triệu em nhá. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào thì anh em cứ gọi điện cho em, chắc chắn với anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường cho anh em ạ. Vậy thì chiếc xe Kia Morning bản Luxury này lăn bánh nhân độ thì đang là 447 triệu ạ. Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 150 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 422 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 124 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 440 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 142 triệu thôi em nhá. Sẽ là có 7 tỉnh thuế trong 12% và một tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh thuế 11%. Anh em trong 8 tỉnh đấy muốn được tính toán với tổng trên bánh đang bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình nhá, để em sẽ tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Morning bản số tự động, bản Deluxe ấy, với giá niết của nó đang là 349 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 347 triệu ạ, tức là giảm giá cho em là 2 triệu tiền mặt anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Morning bản Deluxe này lăn bánh nhân độ giờ đang là 409 triệu ạ. Trả góp thì đang là 138 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 384 triệu nhá. Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 113 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 402 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 131 triệu thôi em ạ. Các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ bảo hiểm tự nguyện nhá. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc thôi. Còn một số các chi phí nữa em chưa tính nữa, đó là chi phí mềm hay gọi là chi phí lót tay ạ. Từ lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an, mỗi một tỉnh nó chi phí khác nhau nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ. Nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Morning bản số tự động, bản thường ạ. Với giá niết nó đang là 329 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 327 triệu ạ, tức là giảm giá cho em là 2 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Kia Morning bản số tự động, bản bản thường này lăn bánh nhân độ giờ đang là 387 triệu ạ. Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 132 triệu thôi em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 362 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 107 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 380 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 125 triệu thôi em nhá. Còn giá xe thì lúc nào sẽ là cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất trường cho em ạ. Ok, tiếp theo cuối cùng giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Morning bản số sàn, bản thấp nhất của dòng xe Kia Morning đi ạ. Với giá niết của nó đang là 304 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì cũng đang bán cho em với giá đang là 302 triệu, giảm giá cho là 2 triệu tiền mặt nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Morning bản số sàn này lăn bánh nhân độ giờ đang là 359 triệu ạ. Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 123 triệu rồi em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 335 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 99 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 353 triệu, trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 117 triệu thôi em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Kia Morning phiên bản cũ, phiên bản 2019 và 20, còn năm sản xuất nó vẫn là 21, rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh em nhé.
Cho cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.